Tiếp tục live tối của ngày 27 nha anh em. Hôm nay lại lên đầu live một con Philips này. Cái dòng Philips này nó cái form dài giống Paka ha. Nhưng mà con này lại suông chứ nó không có cái mũ ở đây này. Nó màu xanh xám một chút nha. Vai của nó là 53 màu đông. Giày áo là 80. Con này chưa like thì nhìn nó mới lắm nhưng nếu mà đụng vào thấy dơ đầy này. Em nhìn thấy trên cái cổ không? Ở trong này thì không có thấy tem đâu nữa, mất cái tem rồi. Đây, cái vết rửa tem này. Ở trên này nút là nút satin, nút là nút satin này. Mà áo túi chéo. Con này hơi bị lùn ngù độc độc là làm chút nha. Chưa thấy đụng hàng này đâu á. Ở đây nó dơ này. Dơ này. Em nhìn thấy cái vết dơ không ạ? Em nghiêng vậy em nhìn thấy rõ hơn này. Đấy, vết dơ nha. Còn con áo thì nghe là nhìn như mới lắm nhưng mà nó lại bị dơ. Đây bị dơ nữa này. Cổ tay này nó dơ. Rồi ngay cùi chỏ này nó lủng một lỗ rồi anh em ơi. Ra đằng sau này thì trên cái bả vai này anh em nhìn thấy cái bả vai không? Ê, nguyên cái bả vai này nó dính dơ này. Đấy. Rồi ra đằng sau này thì ok. Ngon lành cành đào. Bây giờ em đo vai về chiều dài nha. Mùa đông nhớ giùm em nha. Vai 53 và dài áo hồi này em đo rồi vẫn đo tiếp. Dài áo 77, 77 thì mới. Nếu mà áo kia thì 77 thì mới áo sơ mi bình thường. Mới cao 1m67 nhưng mà không ạ. Nhưng mà đẹp đấy. Con này hơi bị độc. Hơi bị độc chiêu một chút. Túi chéo này. Túi chéo này. Đó. Hơi độc không? Con này là 70 đến 80 kg, nút dẹp giống áo Vardossi hoặc là áo băng băng tô ha. Ý hệt luôn, giống Paka. Rồi, ai ưng thì chốt giùm em, con này là 400.000 mã 12. Mở hàng đầu like giùm em nha. Tiếp tục một cái quần này là của lính Mỹ, vải thun. Vải thun mùa đông à quên. Ở trong thì cũng là một cái quần lót, quần short nữa. Quần lót short nữa. Anh em không thích cắt cái lớp trong này giùm em. Tại thông thường mình bận đồ cũ mà những cái đồ này lót thì mình cắt. Cắt đi thì mình sử dụng cái lớp ngoài thì nó mát đỉnh luôn anh em. Còn đôn thì đôn bằng cái dây này luôn nha. Rồi, có con nào xào hết con đấy, có mấy con nữa thôi này, 480. Căng hết cỡ là 100. Chốt cho em con này là 150 mã 11 hàng của lính Mỹ nha. Tiếp một con bê rê của lính Anh không phải của lính Mỹ đâu ạ. Cái này gọi là biệt động quân nha của lính Anh này. Mark in Yến Linh. Ok nha. Con này là vòng đầu 58. Thì khi anh em mà muốn mua mũ này thì yêu cầu anh em đo dùm em cái mũ anh em đang đội, coi thử nó vòng đầu bao nhiêu thì mới mua được cái mũ và biết vòng đầu của mình để mua nha nhé. Khi anh em đổi thì chắc lẽ không cần hướng dẫn như này. Like nào em cũng cứ nói chỉ cho anh em cách đổi thì nó hơi múa rìu qua mắt thở một chút. Rồi con này chốt 300.000 nhá. 300.000 một cái. Con này là chất liệu bằng nỉ. Cái hàng ấy thì nói chung là hàng bao hàng của hàng đào quảng cáo. Mã số 10. Bao hàng đào quảng cáo. Tiếp con này con đó là biệt động, còn cái này là lính nhảy du. Biệt động và lính du. Con này thì vòng đầu của nó là số 8 luôn. Nhưng mà báo cáo hai màu nó hơi khác nhau nhá. Chơi màu phải cân nhắc nghe em. Nói chung là không phải là màu đỏ là dành cho con gái đâu. Nhưng mà màu đỏ mà anh em coi trời ơi. Ông cái này vòng đầu nó hơi bự ha. Ông cầu em bữa nào em cho có hình. Ông cầu em hồi xưa ông lính nhảy dù ông đổ cho mũ đỏ nên tướng ông to cao trời ơi đẹp phải nói. Đừng có nói lúc đấy khi anh em thấy bận đồ lính rần ri
rồi chơi cái mũ, nói chung là đồng bộ chụp vào là không có nhìn thấy cái màu đỏ mà nhìn thấy nguyên một bộ đồng phục đẹp tuyệt vời luôn. 300 mã số 9, nhớ là vừa vòng đầu giùm em nhá. Tiếp con này, con này là bụng 270 và căng hết cỡ là 100. Chốt cho em 150 mã số 8. Có một cái túi thế chiến nữa nha em. Thế chiến nha. Dây chạc đầy đủ này. Dây chạc đầy đủ. US Army. Ở trong này thì nó ghi cái gì đây không biết. À, cái gì đây này. À, cái này là số La Mã 24. À, mấy cái này thì em không biết đọc, nhưng mà đúng ra là hàng thế chiến thì con này là nó nằm đời bộ đời 42, 43, 44. Ở cái bản này là 6 phân và chiều dài này là 25 và chiều ngang 25. Ở dưới đáy có lỗ thông hơi. Con này quá đều và đẹp luôn, một đựng được một bộ đồ ý nhé. Rồi ai ưng túi thế chiến này thì chốt cho em 300.000 mã số 7. 300.000 mã số 7. Tiếp một cái quần này là của thằng trực thăng này. Thằng này là chất vải kháng lửa. Cái này là bệnh mát nhẹ, nhưng mà con này gặp lửa rồi cho nên cái màu nó tắt, không có đều nha. Chỗ này nó đỏ hơn chỗ này, nó nói chung là hai phai nhẹ nhẹ rồi. Bạn cực mát nhẹ, bụng là 84, bụng 84 dài 100 nha em. Con này không có mà bán anh em ạ. Bây giờ mà tìm một con nó mới nó khó lắm luôn. Đây, ở đây là như kiểu là chỗ tác này là nó thành màu cũ á. Chất liệu Dubai thì anh em bận anh em biết rồi á. Nó nhẹ tưng như vậy luôn. Ở đây có một vết dơ mà nó cứng cứng này. Ở đây một vết trắng trắng này nha. Bên này là cái túi. Còn cái nắp túi này thì nó bung chỉ anh em. Anh em gấp lại giùm em cái nha. Con này hàng lính Mỹ. À, hai tem này. Tem size trên này nó gỡ mất tiêu rồi. Trong này thì có mã gì đây nhất. Ở cái này có đai đôn á. Ở đằng sau thì có hai túi này. Đó, anh em nhìn vẫn thấy hai file đúng không? Cái góc này nó khuất khuất ở dưới đáy nên là cái chỗ này nó phình ra thì nó tóc. Tóc nhiều hơn. Đấy, giống như kiểu mình đi đi nắng á, mình hay phơi cái phần lưng này lên nắng mặt trời thì phần này nó bị bạc, phần này nó che, cúi xuống nó che đúng không? Thì khi nó tóc lượng vậy thôi. 1.000.000 mã số 4 ạ. Thế một cái lót M5. Con này là size gì đây? Con này là size medium. Size medium lót M5 nha. Ai mà áo M5 mà chưa có lót thì gọp con này này. Gọp con này này. Con này đều. Không có lầm lỗi gì hết luôn. Ở đây nó bị dính một chút dơ nhẹ nhẹ thôi. Ra đằng sau này thì nó bị 2 chấm dơ. Đấy, nói chung con này đẹp. Xanh tem còn mới phải không em? Tem còn rất là mới mà. Quá đẹp luôn. Đường nét nào ra đường đó luôn. Rồi, chốt cho em 350 mã số 2. 350.000 mã số 2. Tiếp con này màu xám này. 6 thứ hộp. Thứ hộp cũng phải là thứ chéo, nhưng mà nó lại màu xám, phải màu ô liu. Chắc 100% là nó 100 cô tâm. Cái bụng là 100 nha em. Dài quần là 104. Đây, tem này. Này. Con này hàng cấp phát của lính Mỹ đàng hoàng nha. Con này 100 cô tông này. Đấy, ok không? Quá là đỉnh luôn. Mát, nhẹ. Chơi 100 cô tông thì không có chơi được 50 cô tông nữa này. Ở đây nó hơi quát một chút nhẹ nhẹ nha. Nhẹ thôi, ở bên này cũng vậy này. Quát nha. Qua bên này cũng vậy. Nói chung con này xuống rất là đều. Nó nằm ở tầm 93, 94. Rất là đều, đều mỏng. Có những con nó xuống nhưng mà không đều, chỗ đầm, chỗ nhạt. Con này đều râm râm. Rồi chốt cho em 500.000 mã số 3. 500.000 mã số 3. Tiếp một con
cái này gọi là mấy cái đặc vụ ha, đó, tác chiến này, con này của ASU. Rồi em thấy lính nó bẩn, nhưng con này nó bẩn quá chừng lớp luôn, trong một lớp áo công bắc này, áo thun công bắc, bắt đầu bồi lên một cái lớp lớp này, lớp giáp, trời, khiếp, không có sức khỏe để vết vác anh em ơi. Con này thì ngoài đều như chỗ này vết dính một chút sơn á, nhưng mà cái này không sao, đây là miếng dán mà, mình có đồ chơi gì mình cứ dán lên, ở đằng sau này đều nha anh em. Ở đây nó bị dính rồi này, đây đây mới là phần dính. Con này thì anh em bẩn nó lửng lửng, đâu phải dài, không có sợ nha. Con này là trước mắt mình là 80-85, nhưng mà với điều kiện con này nó bị toạc ra này, tức là ông này ông bự, ông mở ra tới đây là 85, nhưng mà bên này chưa có mở, nó rúng lại thì mở ra từ con này nó được 3, 4 size 6, 7, 8, có khả năng lên được 90. Nếu như bên này cũng mở thì con này được 90, mà không mở thì được 85. Đây, cho nên em mở không, mở không đều là để như vậy, nhìn nó không có đều đúng không. Bây giờ em rút lại cho nó oách chút đi, nhiều khi mà nó không giống cái đồ mình mà, nhưng mà khó kéo lắm đấy anh em, chịu khó chờ nha. Lên like đây mà cứ sửa với sang là nó hết thời gian, nhiều khi nó tay mình nó yếu quá. Mấy cái này là phải có thời gian mà măng, chứ không có thời gian đấy, tua lại thì nó sẽ gọn gàng hơn này. Đấy, hồi nãy nó giặt ra to quá, ôm lại thì 60-70 kg nha anh em. Rồi, còn đẹp bao hàng của Linh Mỹ, nhưng mà ở đây có một cái khuyết điểm em chưa có review này. Đây là nguyên một cái miếng da, và ở đây có một cái ống vòi. Ống vòi này là thường lính nó hút khí, nên làm ống thông khí gì, ống vòi của khí gì đó. Em moi ra cho anh em coi này. Nhưng mà ở đây nó lại may trần trong á. Đây, nó nằm ở trong này. Thì khi mà mình cầm vậy nó cùm cùm đây đúng không? Nhưng mà đây là lớp da này nó bị lốc ra. Nó không phải lốc mà nó nứt, chứ cái da này là nguyên miếng cho nên nó không có lớp mà nó nứt. Lý do bảo quản như thế nào nó nứt, chứ còn da này không có lột được nha. Đây nó lột như chỗ này thì em đốc ra, nhưng mà em cũng không lột được. Còn cái da mà da điệu mà lột thì nó khác. Nhưng mà để như vậy á thì anh em dùng cái keo dán lại cho nó giữ vậy thôi. Nhưng mà bao hàng cấp phát của Lính Mỹ nha. Em bán con này với giá là 900 ngàn, mã số 1, 900 ngàn mã số 1, một cái M65, thân đồng cổ đồng. Ở trong này thì bằng vải satin, vải caro, tức là áo túi chéo nha, 100 cô tông. Cái đầu khóa của con này mất cái tay cầm thôi, nhưng mà vẫn kéo vô tư nha, dây trên còn dây dưới còn. Ở trong này hai file, tức là ở màu này khác màu này này, cái ruột thôi, cũng chả có ăn nhầm gì hết. Size medium regular, 70-80 kg và cao 1m7-1m74. Con này là đời 80, tức là hàng cấp phát 58X. Ở trên cái cổ đều nhé, ở trong này còn có cái mộc thùng của M65 ha. Qua bên này thì xanh lè, nhìn chung là xanh lè đúng không? Có chút vết in lúc nhẹ thôi này. Con này đang mới nha, gấp tay có này. Ở đây nó bị xước một chút, bị quạt chút, chưa có lủng qua nha, mà bị quạt sợt ngoài á. Cái vải này nó thuộc về trâu bò mà, cho nên là làm nó rách cũng không phải dễ đâu. Nó đi 2-3 lớp tước vải rồi mới vào lớp trong được mà. Rồi, ở bên này thì đều, ở đây chỉ có vết gấp thôi anh em. Rồi, qua bên này thì đây,
có 3 chấm dơ này thì em bao ra anh em có thể khẩy khẩy được, nhưng mà ở lỗ này là nó gỡ một cái tem cho nên nó lỗi một cái lủng lỗ nhỏ nhỏ. Medium roller là 70 đến 80 kg, cao 1m7 đến 1m74, vai 53 và 54, và dài áo là 80 81 53 54 nha, 70 đến 80 kg. Nói chung con này là cũng là được duyệt, được ha, duyệt được. Cái giá tiền của nó là 1,5 triệu, mã 13. Ai ưng thì chốt cùng em nhé. Còn hai cái này nữa, một cái mũ bere của con này màu xanh nhá, thủy quân lục chiến này, 300.000, mã số 5, vòng đầu 57 của lính Anh nha, không phải lính Mỹ, lính Mỹ không có giá này đâu. Rồi tiếp một cái quần short này, Anifort nha em. Quần này là tiền nào của đó nha, bụng 68, cao nhất cỡ là 100. Bận đã lắm anh em ơi, phản hồi anh em bận rất là sướng. Cái vệt này này, cái vệt này thì nó cũng phát quang, tức là vào ban đêm nó sẽ phát sáng lên ha. Mấy cái chữ Anifort vào cái phát quang này này. Rồi chốt cho em con này 150, mã số 6. Em cảm ơn tất cả anh chị em và hẹn gặp lại anh em qua ngày mai. Ngày hôm nay hình như em cũng mất hết năng lượng rồi, cho nên là cũng không có được tỉnh táo cho lắm. Chúc mọi người một đêm an lành nhé. Em cảm ơn và chào, hẹn gặp lại.